Xin chào mọi người, lại là Huyền đây. Hôm nay Huyền sẽ giới thiệu mọi người về cái này là kem tẩy tế bào chết, kem tẩy tế bào chết bơ bên công ty mình đổ. Và tại sao mình nên tẩy tế bào chết là thì cái da của mình nó xài kem lâu ngày nó sẽ bị bết rớt, nó không muốn ăn kem nữa, cho nên mình phải sử dụng tẩy tế bào chết để loại bỏ những bụi bẩn bã nhờn bên ngoài da của mình cho nó sạch da, sau đó là mình nó xài kem nó mới ăn và nó thẩm thấu vào da của mình. Một tuần thì mình nên tẩy tế bào chết 2 lần trên một tuần. Là cái tẩy tế bào chết này rất là dễ sử dụng. Khi mà mình nặng da như vậy, mình thoa lên da của mình, thoa lên da mặt, hoặc là mình muốn tẩy tế bào chết da mặt, da tay, da chân thì mình thoa tới đâu mình kỳ tới đó, mình kỳ cho nó ra ba cái bụi. Mình kỳ cho nó ra hết ba cái bụi, sau đó mình rửa sạch lại bằng nước rất là dễ. Khi mà mình thoa lên da, mình cứ kỳ như vậy cho những bụi bẩn bã nhờn trên cái da của mình, tế bào chết nè, cho nó ra hết, sau đó mình nó thoa kem lên là nó mới ăn, nó mới thẩm thấu vào da của mình. Và một tiếp như thế này, là 150ml và 150.000. Tiếp như thế này là 150.000 là 200g, cho nên xài rất là lâu luôn. Mà mình nó rất là tiện, sử dụng được cho da mặt và da tay, da chân nữa. Huyền khuyên là tất cả chị em mình nên tẩy da chết để cho nó hấp thụ kem nha. Còn mà mấy chị muốn mua cái tẩy tế bào chết này thì liên hệ qua Zalo Facebook của Huyền nha.